Em thì có hình mẫu lý tưởng là chị Mi Du. Em thì có hình mẫu lý tưởng là chị Mi Du. Tại vì trước đi học á, đi ngang qua cái trẻ ngoài công viên, thấy chị cười á, tự nhiên trong đầu em luôn. Thấy chị cười á, tự nhiên trong đầu em luôn. Trời, trời giống như cái nụ cười mà tỏa sáng á. À, em cần tìm người chín chắn, chỉnh thành và một người biết quan tâm gia đình giống anh Nguyễn Linh. Một người biết quan tâm gia đình giống anh Nguyễn Linh. Bên kia Mi Du, bên đây Quyền Linh. Còn là những nhân vật xuất chúng không hả? Không là xuất chúng. Chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia. Chào em. Em tên là Ngô Yến Linh, sinh năm 1992, hiện sinh sống và làm việc tại quận Bình Tân. Linh làm gì Linh? Dạ hiện em đang làm giáo viên tiểu học ạ. Ở Bình Tân là bạn sống với ai? Dạ em sống với ba mẹ. Mời em trai. Dạ xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào mọi người và mọi người bên kia. Mình tên là Nguyễn Hữu Toàn, 29 tuổi. Hiện đang làm là lập trình viên, đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy? Dạ quận Bình Thạnh. Và mình sống ở thành phố với ai Toàn? Dạ, hiện tại đang sống với ba mẹ. Bây giờ xin mời nhà gái cho mình biết ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, trung thực, biết quan tâm gia đình. Khuyết điểm của em là hơi thẳng thắn, ví dụ như trong công việc thì em thích là em rất thích, còn không thích là em muốn hẳn là em không thích. Đó là cũng là một cái khuyết điểm cho nên là em đang sửa. Ví dụ giờ em về nhà chồng mà em không thích nhà chồng, không thích bà nhà chồng. Dạ không, cái đó là giống như là em đang nói về cái tính chất công việc, còn ví dụ như về gia đình thì em rất là yêu thương và quan tâm. Còn ví dụ như giờ mình gặp khách hàng, mình cũng nói thẳng vậy luôn hả? Có những tính chất công việc thì mình không thể nói thẳng được, mình như mình phải nói chuyện nhẹ nhàng để phụ huynh có thể lắng nghe và hiểu được cái quá trình công việc đó như vậy, chứ không phải là mình không thích mà mình cũng giả lả là thích gật cho qua là không có. Thực ra cái rồi. Đó cũng không phải là khuyết điểm đâu, nhưng mà có điều là mình phải lựa lời cái thời điểm để mà mình nói á, thì nó sẽ chan hòa hơn. Cô gái của chúng tôi rất là dễ thương nha mọi người ơi. Mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của em thì là hay quan tâm đến mọi người. Dạ, luôn luôn lắng nghe và chia sẻ. Chia sẻ nhiều không? Dạ cũng tùy. Hình như Toàn ít nói đúng không? Dạ đúng rồi, cái đó là khuyết điểm của em là ít nói. Lập trình viên thì thường là ngồi ở trong phòng nhiều, ít có giao tiếp, ngại giao tiếp đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có thẳng tính không? Dạ không có. Giống như cô bên kia không? Thích là nói thích, không thích là nói không thích. Dạ đúng rồi. Cũng vậy luôn hả? Dạ. Hai người thì hợp tính nhau nè. Thẳng thắn chia sẻ với nhau cũng dễ lắm. Đường tình duyên nhà gái sao? Dạ em được một mối tình ạ. Mối tình đó lâu không vậy em? Dạ mối tình đó là năm 2014, là như em mới ra trường. Quen được khoảng một năm thì như là quan điểm không hợp cho nên là em dừng lại. Rồi còn nhà trai nào? Em thì trải qua được hai mối tình. Dạ mối tình đầu thì cũng nhanh. Chắc tầm được 3 tuần. Mối tình đầu thì cũng nhanh. Chắc tầm được 3 tuần. Dạ, lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm. Chưa kinh nghiệm không? Dạ, chưa nghiệm gì hết, cũng bỡ ngỡ. Thì cũng nhanh tàn. Dạ. Còn mối tình thứ hai thì cũng tìm hiểu, cũng rút được nhiều kinh nghiệm. Dạ, thì cũng được khoảng 6 tháng. Dạ. Vậy cũng chưa có gì sâu đậm hết ha. Dạ đúng rồi. Nói chung là hai bên cũng mới có chớm yêu thôi. Bây giờ mình nói cho vài gái biết đi. Mình muốn tìm một người vợ tương lai đó như thế nào? Dạ. Em thì có hình mẫu lý tưởng là chị Mi Du. Em thì có hình mẫu lý tưởng là chị Mi Du. Tại vì ở trước em đi học á, đi ngang qua thấy chị ở ngoài công viên, thấy chị cười á, tự nhiên trong đầu em luôn. Thấy chị cười á, tự nhiên trong đầu em luôn. Trời. Dạ giống như cái nụ cười mà tỏa sáng á. Nụ cười tỏa sáng. Dạ. Nhìn cô kia cười coi có được không? Nhìn xong không ý kiến hay coi gì được luôn. Cứ cỡ. Dạ, giống như chị vậy á. À vậy hả? Dạ. Là cười tươi á. Người đàn ông chúng tôi chỉ cần nụ cười thôi là chúng tôi nhớ cả đời đó. Để tôi qua tôi coi nụ cười bên kia coi sao nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào dạ. Nụ cười ấn tượng lan tỏa ha. Dạ. Nãy giờ nhà trai đưa ra cái yêu cầu đó thì nhà gái cảm giác mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? 80%. 80%. Dạ. Còn yêu cầu của em tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em cần tìm một người chín chắn, trưởng thành và một người biết quan tâm gia đình giống anh Nguyễn Linh. Một người biết quan tâm gia đình giống anh Nguyễn Linh. Bên kia Mi Du, bên đây Quyền Linh. Toàn là những nhân vật xuất chúng không hả? Không ra xuất chúng. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với mẹ và các cô đồng nghiệp. Có mẹ theo hả? Dạ. Có mẹ theo là được rồi. Mẹ có ý kiến rồi sao? Dạ trước hết thì chào hai MC xinh đẹp, chào bên nhà trai, chào tất cả quý vị khán giả. Thì đối với bé Linh ở nhà thì rất là chịu thương chịu khó mà rất là thương gia đình. Bạn trai bên đây thì cô cũng thấy con rất là được. Thì hai đứa đến đây thì cũng là có một cái duyên. Thì hai đứa cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Nếu tìm hiểu được thì nhà gái cho nhà trai bước tới sớm không? Sớm, tụi con cũng lớn tuổi hết rồi. Cảm ơn chị.
Rồi nhà trai đi với ai nè? Dạ hôm nay mình đi với bố ạ. À, hay quá. Xui gia có đủ. À, chào chú. Dạ xin chào hai MC duyên dáng và dễ thương. Dạ cảm ơn chú. Mà ngày hôm nay hai đứa lên đây cũng là một cái duyên. Nhưng mà hai con nên nhớ rằng đây không phải là game show. Đây là một chương trình thực tế. Chúng ta lựa chọn thì chúng ta phải có cái trách nhiệm của mình đối với cái sự lựa chọn của mình. Có bên đàn gái đã ủng hộ rồi thì bên đàn trai cũng là nhất trí tiến hành cái hôn nhân cho hai đứa để mà chúng ta lập thành một cái tế bào nhỏ của xã hội. Xin hát. Hay quá. Trời ơi. Chú nói là tụi con xúc động quá. Thật ra chú nói rất đúng, nhiều người cũng nói như vậy. Đây phải là một game show. Lên đây để cảm nhận về nhau, để hiểu nhau mà rút ngắn cái con đường tìm hiểu lại với nhau, rồi cưới nhau sớm để lo chuyện an bề gia thất, chứ không phải game show lên đây để chơi vui. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Dạ. Thôi, bây giờ thì hai bên đã có ý rồi, thôi mở rào. Đúng để rồi. Con hai đứa tìm hiểu sao nha. Mở rào. Trời đẹp lắm nha. Bắt đầu đi Toàn. Mạnh dạn lên. Dạ, gửi cho em ngoài. Dạ, em chào, cảm ơn anh. Hôm nay em đến đây thì em cũng có món quà để tặng anh ạ. Cây này gọi là cây hạnh phúc. Và khi em mua món quà này thì em cũng với một hy vọng là nếu chúng ta cho nhau cơ hội thì mối quan hệ lúc đầu có thể là nó chưa đủ lớn, nhưng mà sau quá trình mình chăm sóc thì nó sẽ phát triển theo từng ngày như ý nghĩa của cây như vậy. Dạ, dạ. Bây giờ nhà gái á, là có viết một lá thơ thì cũng chưa biết được là mình sẽ đọc bây giờ hay là đọc sau khi bấm nút. Nhưng mà thôi chị Lan nghĩ là để nó đi, sau khi bấm nút xong rồi đọc. Dạ. Ha. Dạ. Nhà trai cũng có thư nữa hả? Dạ không có à. Trời ơi hai bạn này. Dạ. Hay mình đọc xong mình bấm nút luôn được. Chứ thấy hợp nhau quá. Trời ưng. Hả? Bây giờ nè, hai bạn cảm nhận về nhau coi như thế nào? Ở đó giờ chưa bao giờ gặp đó. À, chào Linh. Dạ, chào anh. Anh thấy em này rất là giống với Miu. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng là đồ cười á. Dạ. Thì em thấy anh như thế nào? Dạ, em thấy anh rất là giống chú Quyền Linh. Dạ. Nó đẹp em... trai hơn tôi đó. Dạ, cũng thấy rất là hợp. Dạ, quan điểm của anh về tình yêu mà không nhân như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu á, thì hai bên là phải... tôn trọng nhau, rồi thấu hiểu nhau, tin tưởng lẫn nhau nữa. Dạ. Về quan điểm của em thì trong một mối quan hệ thì quan trọng nhất là phải chung thủy, mình phải biết quan tâm và chia sẻ lẫn nhau, và cái việc quan tâm và chia sẻ này là phải xuất phát từ cả hai thì cái mối quan hệ nó mới bền vững được. À đúng rồi. Hẹn hò sao đó? Tuần mấy lần gì mình bàn trước đi Toàn? Em làm giáo viên đúng không ạ? Dạ em làm giáo viên. Thì thời gian nào mình phù hợp để mình hẹn hò không ạ? Em làm giáo viên thì em sẽ đi dạy từ sáng đến chiều ở trong trường, thì khoảng em sẽ rảnh vào cái khoảng thời gian vào buổi tối. Buổi tối. Dạ, hoặc thứ bảy chủ nhật. Dạ. Thì đó là tùy vào sắp xếp công việc của anh, thì có thể chắc có anh có thể là bận hơn em. Ví dụ như anh rảnh thời gian nào thì mình cứ sắp xếp công việc với nhau là thuận lợi cho cả hai là được. Hai đứa về có kiểm soát điện thoại với nhau không, nói luôn đi. Anh thì theo kiểu như là tự do, nên là ai cũng có một cái khoảng tự do của mình, đúng là không có kiểm soát được. Giống như nãy em nói là trong một mối quan hệ quan trọng như là sự chung thủy. Mà chung thủy thì mình sẽ tin tưởng nữa nha, chứ không cần kiểm soát. Nhiều khi em kiểm soát thì anh muốn cũng em cũng không làm được gì được. Dạ. Giờ điện thoại không kiểm soát là tiền có kiểm soát không? Quan trọng cái chỗ đó. Ai giữ cũng được, miễn gia đình hạnh phúc là được. Dạ. Mình giữ đi, mình giữ đi, mình giữ, nhà gái giữ. Nhà gái giữ đi cưng. Dạ, em giữ. Ừ đó. Giờ nhà trai đồng ý không? Dạ. Nếu mình lấy về á thì sẽ có một khoản chung, mỗi người có một khoản riêng nữa. Khoản riêng là cỡ nhiêu? Ví dụ giờ em làm lương tháng 10 triệu thì khoản chung nhiêu, khoản riêng nhiêu? Dạ khoản riêng thì chắc tầm 1-2 triệu thôi. 500 thôi. Trời ơi, ít vậy. Mà dạ, kéo bởi. Cái đó để dành để mình tổ chức những cái đặc biệt nữa. Đúng rồi. Nó nói đúng á, giờ tụi trẻ nó hay lắm. Thôi. Nó có một cái tài khoản chung á, ví dụ làm lương 10 triệu á, bỏ vô tài khoản chung là 7 triệu, rồi 3 triệu bỏ túi. Nhiều quá. Vợ chồng nhau kêu cũng kêu cho gia đình. 30 được không Linh? Dạ được. Được thấy chưa? Cái đó là tôi thấy được rồi. Tính tới đây. Đó, hai gia đình coi nhìn hai đứa nó hợp không? Hai đứa nhìn thẳng với nhau đi. Nếu như mình lấy nhau đó, mình sẽ làm gì trong gia đình? Mình đưa ra một bức tranh thử xem. Những lúc mà em bận hay mệt gì đó thì anh sẽ lo được hết. Việc nhà nấu cơm hay gì đó. Dạ, nếu như
mình đã thành gia đình nhỏ của nhau á, thì tất nhiên em sẽ quan tâm và chia sẻ những lúc anh mệt mỏi, chứ không phải là mình cống gắt hay mình cằn nhằn. Để khi mà mình về nhà thì mình sẽ là một cái mái ấm. Yeah. Đối với gia đình nhà chồng, đối với gia đình nhà vợ thì mình sẽ quan tâm thế nào, trao đổi nhau đi. Cái chuyện này nó cũng nhạy cảm, mai mốt về sao em lo gia đình em hoài vậy, rồi sao anh lo gia đình anh hoài vậy, là cũng mệt mỏi lắm đó. Trao đổi trước đi hai đứa. Em là chị thứ mấy gia đình? Dạ em chị hai. Chị hai. Dạ. Anh thì út trong gia đình nên là cũng phải chăm sóc cho ba mẹ. Dạ. Em có làm dâu được không? Dạ được ạ. Cái việc mà làm dâu thì không vấn đề, tại vì em nghĩ là mẹ nào thì cũng là mẹ, hoặc là gia đình hai bên đều như nhau. Nhưng em có chia sẻ là em rất là yêu thương gia đình của mình, và cứ nghĩ là gia đình thì gia đình nào cũng vậy, mình cũng sẽ yêu thương bằng tất cả tấm lòng. Nhà trai hát một bài cho nhà gái nghe để tăng thêm cảm xúc nè. Hát một đoạn thôi của bài Nhỏ ơi. Dạ. Dạ. Hôm nay ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Dạ. Em đọc thơ được không chị? Được, đọc đi. Đọc thơ, đọc thơ. Chẳng biết ta quen từ kiếp nào, định mệnh khéo sắp khéo đùa nhau, tìm nhau giữa bể người 8 tỷ, gặp nhau nơi bạn muốn hẹn hò. Ta gọi yêu thương, hỡi yêu thương, một nửa đời ta thật vô thường, một nửa đời ta, ta có bạn, mảnh ghép đời bạn, bạn có ta. Dạ đây ạ. À. Dạ. Đọc đi anh. Trên trời có bạn vì sao, hôm nay em gặp ngôi sao lòng mình, giận mình chẳng biết tỏ tình, nói cho em hiểu ngàn lời yêu thương. Trái đất có 4 đại dương, hạnh phúc là cạnh người thương một đời. Em đừng ngần ngại, nhận lời, bấm chuông nhấn nút, cả đời anh lo. Bấm chuông nhấn nút, cả đời anh lo. Rồi, về chỗ ngồi thôi. Giới trẻ bây giờ tỏ tình bằng thơ không? Hôm nay, Linh và Toàn đã có dịp trao đổi với nhau, đã có duyên để gặp nhau. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu người đang theo dõi chương trình, đứng trước mặt ba mẹ của hai bên. Mình đưa ra quyết định phải chính xác. Khi ta đưa ra quyết định, chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Ở đây không phải là bấm nút rồi uống cà phê rồi thôi. Mở những chiếc ghế của các bạn, bây giờ đã có rất nhiều người đã an bề gia thất rồi. Chính cái nút bấm đó đã có biết bao nhiêu tiếng khóc trẻ thơ đã chào đời rồi. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau, nắm tay như nào. Đẹp quá. Đẹp đôi hôn ông xui bà xui. Hôm nay gia đình hai bên đã có rồi ha. Mình hỗ trợ cho hai đứa trẻ nó có nhiều điều kiện gặp nhau, để nó yêu nhau, để tình yêu nó lớn lên. Rồi cái gì đến chắc chắn nó sẽ đến ha. Con cái hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, và chúng tôi cũng rất hạnh phúc khi hôm nay các bạn bấm nút với nhau. Trai hiền, dâu thảo, cố gắng yêu thương nhau hết lòng nha. Thật lòng với nhau đi suốt một cuộc đời luôn nha mấy em. Chúc các em hạnh phúc. Dạ, dạ. Cảm ơn. Thủ tục đầu tiên. Anh bác cho em... Đó, bác cho liền thấy chưa? Dạ, em xin phép rồi. Dạ. Nào, nhẹ nhàng thôi, để yên nguyên. Chưa? Được không? Thấy rung động nhiều không? Dạ, rung quá nhiều rung. Rung quá trời rung à. Dạ, em tên là Phạm Ngọc Vinh. Năm nay em 29 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Công việc của em là QC kiểm hàng của ngành gỗ. Vinh quê đâu Vinh? Dạ quê của em ở Thừa Thiên Huế ạ. À. Em ở Bình Dương với ai? Dạ em ở cùng mẹ. À ở với mẹ Bình Dương hả? Dạ. Rồi mời nhà gái. Dạ em chào chị Ngọc Lan ạ. À. Em chào anh Quyền Linh ạ. À. À, chào tất cả mọi người và chào bạn nam bên kia ạ. À. À, em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hiếu Hiền. À, quê của em là ở Đồng Nai. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn ạ. À. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em 24 tuổi chị. 24 dạ. tuổi. Còn trẻ quá. Dạ. Rồi Vinh có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho Hiền nghe đi Vinh. Ưu điểm của em thì là em không hút thuốc, không rượu bia, không cờ bạc và không chơi bất kỳ những thứ nào có liên quan tới nghiện. Quá tốt. À, sống có trách nhiệm và đặc biệt là luôn luôn biết và quan tâm tới bạn nữ. Khuyết điểm của em thì là
Bởi vì chưa có gia đình á, cho nên là em hơi bừa bộn một chút. Một phần nữa là em là một người bắt đầu công việc nó hơi chậm, nhưng mà có lẽ nó sẽ chắc. Dạ. Chậm mà chắc. Mình hãy nghe ưu điểm khuyết điểm của nhà gái nè. Dạ, ưu điểm của em á là một người sống có trách nhiệm, có tự lập. Em tự lập từ nhỏ. Em nấu ăn ngon và em là kiểu cô gái là vừa hiện đại mà cái kiểu mà sống gia đình đó chị. Dạ. Cái khuyết điểm đầu tiên của em khi mà em đang ngủ á, em dễ cọc lắm, ai chọc em cọc mà. Hoặc là em đang ngủ mà ai làm ồn á là em rất là khó chịu. Vậy rồi mai mốt lấy chồng sao? Chắc là chị nghĩ cái đó là sẽ khắc phục được. Dạ dạ dạ. Đường tình duyên mình sao rồi Vinh? Từ đó tới giờ thì em có hai mối tình chính thức. Và những cái mối tình chỉ là rầu ria đó không? Dạ. Thì mối tình đầu tiên của em thì năm 18 tuổi. Em có quen một cái bạn đó. Thì do gia đình bên nhà gái thì quá giàu và em thì lúc đó chưa có đủ điều kiện, cho nên là cũng có một sự ngăn cấm, cho nên là em cũng quyết định là em chia tay. Mấy năm? Dạ, hơn một năm. Hơn năm, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì em cũng có quen một bạn, cũng mới đây thôi, cũng được gần một năm. Và em cảm nhận là cái bạn đó nó không có phù hợp với những cái thứ mà mình đang hướng tới của tương lai. Cho nên em quyết định là em chia tay. Em quyết định hết, trong hai mối tình em quyết định chia tay hết. Dạ đúng rồi, tại vì em không muốn bạn đó mất nhiều thời gian cho mình nếu mà mình không phù hợp. Đúng, chính xác như thế. Mình bao nhiêu mối tình cơ? Dạ thì tính cái mối tình chính thức là em có 3 mối tình rồi. Nhưng mà cái mối tình mà để lại cho em nhiều kỷ niệm nhất là cái mối tình 3 tháng đó chị. Thì cái bạn đó là bạn nhỏ hơn em 2 tuổi. Bạn sống có tình cảm, có trách nhiệm. Sao đúng gu mình mà mình chia tay? Dạ thì tới một lúc nào đó cảm thấy không bên nhau được nữa thì thôi mình chọn cách dừng lại. Em mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Về phần ngoại hình á thì phải cao hơn em, tại vì em cao tới 1m7 lận. Thì bạn trai chắc chắn phải cao hơn em, to con, bụng bự càng tốt. Trời, chị chút xíu căng quá. Ôi, xùm loan dài nhanh lắm, không lo. Cái chuyện cao thấp thì mình để thế hệ sau nó cải thiện. Đúng rồi. Không sao cả. Phải là một người có trách nhiệm, có lý tưởng và có ý chí cầu tiến á chị. Còn về cái phần kinh tế thì em không nhất thiết là bạn nam phải lo được cho em, nhưng mà em muốn cái kinh tế của bạn phải lo được cho em. Lại là có nghĩa là em không yêu cầu bạn đó phải lo cho em, nhưng mà bạn phải có khả năng lo được cho em. Rồi chị hiểu. Dạ. Bạn gái này không phải là người thích dựa dẫm, nhưng mà cái người đàn ông đó cơ bản là phải lo được hết. Dĩ nhiên. Ai đàn ông mà. Đàn ông phải làm phải được lo cho đó. Gia đình chứ. Không sao lo được không Vinh? Dạ em nghĩ là em được. Bên kia người ta thích bụng bự lắm. Hả? Dạ. Trời, cái bụng này nó hơi bự chút xíu. Mở rào thì cho mượn cái bụng này mượn cho người ta nhìn. Này được nè. Nãy giờ tiêu chí cô gái đưa ra, Vinh thấy mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ thứ nhất thì là em có nói từ đầu là em là một người của gia đình. Thì tất nhiên là khi mà em đã xác định em đây rồi á, thì em sẽ chắc chắn là mình sẽ hướng tới gia đình của mình là trên hết. Thì em sẽ dùng hết tất cả những gì mình có thể, và em muốn là những gì em làm ngày hôm nay em sẽ đủ khả năng để lo cho người vợ, người yêu của mình sau này, với lại cái gia đình nhỏ của mình nữa. Quá được. Quá được luôn. Đó. Bản lĩnh lắm nha. Dạ, chào anh Nguyễn Linh ạ. Xin chào em gái. Dạ. Ủa sao mà thích bụng bự vậy ta? Tại vì em cảm thấy cái cảm giác mà ôm một người bạn trai bụng bự, cái cảm giác cưng cưng. Đúng rồi, thấy chưa? Đúng rồi, thấy chưa? Đàn ông bụng bự thì sang mà. Thấy không? Đàn bà bụng bự cũng sang như thường. Đúng rồi. Với lại em thấy những người đàn ông bụng bự thường thường cái tướng của người ta nhìn phúc hậu á, nhìn hiền hiền á. Đây, nhìn coi. Bụng này bự không? Dạ. Phúc hậu không? Dạ có luôn. Hiền không? Có luôn. Đó, thấy chưa? Không thích đàn ông điều gì? Em không thích những người đàn ông móng tay móng chân dơ. Em không thích đàn ông ở dơ. Coi kiểm tra coi. Mở. Cái dụng này đàn ông này quên lắm nha. Coi kiểm tra coi tay có dơ. Thường tay thì hay... sạch, nhưng mà cái da tay là hơi nhiều, tại ít có làm móng. Bên đây bản lĩnh lắm. Dạ. Được. Tôi thấy được rồi đó. Em cũng thấy được. Được, vậy mình hỏi người thân đi. Đúng rồi, chàng trai đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ của em ạ. Có mẹ được rồi. Có mẹ luôn. Rồi, chào cô. Dạ con chào cô ạ. Xin chào chị Huyền Linh ạ. Xin chào cô Ngọc Lan ạ. Dạ. Tôi là mẹ của Phạm Ngọc Vinh. Thì nói chung là mẹ thấy cũng được. Mẹ cũng mong cho hai con á tìm hiểu nhau để được đến với nhau, sống với nhau trăm năm hạnh phúc. Điều đó là mẹ mong muốn nhất trên cuộc đời của mẹ. Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô ạ. Vừa mới giới thiệu mẹ cô Vinh cái là cô gái đứng lên cúi đầu chào cô rồi. Tuyệt vời luôn á ha. Con thấy cô có cầm cái gì mà nãy giờ cô rất là muốn đưa lên cho chương trình. Cái đó là gì vậy cô? Cái đó là gì cô? Thư hả? Thư cô gửi chú Quyền Linh hả? Thư gì vậy? Rung quá vậy. Trách nhiệm nặng nề. Thư gửi không phải của Quyền Linh
nhờ Quỳnh Linh đọc giùm thôi. Thư gửi con dâu tương lai. Thư gửi con dâu tương lai. Bác này đã lớn tuổi, con trai của bác cũng đã lớn khôn suốt 29 năm bác chăm sóc cho Vinh. Đây là giờ cũng đã đến lúc Vinh phải dang rộng vòng tay để tìm kiếm một người vợ hiền dâu thảo cho tương lai thêm rực rỡ và hạnh phúc. Nhờ chương trình, bác sẽ mong tìm thấy con dâu của bác. Nếu cả hai rung động thì hãy cho nhau cơ hội nhé, con dâu tương lai. Dạ, cho em chia sẻ một chút xíu được không? Ừ, rồi. Dạ, lời đầu tiên thì con muốn chào cô ạ. Thì thật sự là con muốn chia sẻ với cô là khi mà anh Nguyễn Linh đọc cái bức thư này lên á, thì thật sự trong trái tim con rất là xúc động. Tại vì ngay bản thân con á, cũng là một người sống rất là tình cảm. Và gia đình con á, mẹ con cũng là người gốc Huế. Cho nên là con hiểu được những người gốc Huế, người ta sống tình cảm và người ta sống rất là chuẩn mực. Thì con không hứa là có thể cùng con trai của cô đi tới một cái đích gì đó, nhưng mà con hứa với cô là con sẽ làm hết khả năng con có thể ạ. Dạ, con chào cô. Hay quá, con gái số 1 luôn đó. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Thật ra là tôi rất là cảm động trước những cái bạn rất trẻ nhưng suy nghĩ rất là sâu sắc. Đúng như rồi. Thế này, ngay cả Vinh cũng thế. Tôi tin rằng nếu như hai bạn có rung động một chút, có cơ hội thì các bạn hãy dành cho nhau tất cả những tình cảm đó. Và tôi tin rằng các bạn sẽ biết đối nhân xử thế, biết cách nhường nhịn lẫn nhau, vượt qua giông bão để cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời này. Sắp khóc rồi quý vị. Hay lắm em gái. Mình đi với ai vậy? Dạ, em đi với anh trai của em ạ. À, có anh trai nữa hả? Dạ, hai anh trai và một chị gái ạ. Rồi, xin mời em trai. Xin chào trường quay, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Con chào bác. Thì nãy giờ anh ngồi đây thì anh sẽ thấy bạn nam này, đối với anh nha, bản thân của anh nha, anh thấy ok ấy. Anh thấy tương đồng các bạn có thể bươn trải được. Còn về nhà có thể anh nghĩ là nghe lại Út ấy. Rồi, xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn anh. Bây giờ hàng rào tình yêu sẽ mở ra, tất cả sẵn sàng. Mở rào. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà tặng cho anh. Dạ, anh cảm ơn em rất là nhiều. Thì cái này là cái kẹo gừng á anh. Anh mang cái kẹo gừng này bên mình á, giống như là anh ngô ma em theo bên mình vậy đó. Tại vì em cũng là một cô gái ngọt ngào và ấm áp giống như kẹo gừng này. Wow. Dạ. Anh rất là tôn trọng cái món quà này của em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh sẽ giữ trong lòng. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Cho anh hỏi một chút. Có nghĩa là anh là một người làm việc á, nói chung là anh đã bươn chải rất là nhiều thời gian. Hầu như công việc của anh là nó chiếm rất là nhiều thời gian. Chắc chắn rồi, anh vẫn sẽ dành thời gian cho em nếu như anh có thể. Nhưng mà nó sẽ không được nhiều như những người khác có thể dành cho em. Thì không biết là em có thể là vui vẻ và chấp nhận điều đó được hay không? À, tại vì cái này em cũng chia sẻ một chút xíu là bản thân em cũng là một người rất là bận. Và em hiểu một điều là trong tình yêu thì đôi khi ai cũng có những cái công việc riêng của mình hết á. Nhưng mà quan trọng là sau một ngày dài, một ngày làm việc mệt mỏi á, thì tối về mình có thể dành thời gian cho nhau, mình coi nhau như là sự ưu tiên không? Đó. Em chắc chắn sẽ là sự ưu tiên nếu như mà em bấm chọn anh. Dạ. Anh nghĩ như thế nào về cái chuyện mà phù hợp trong tình yêu? Trong tình yêu đối với anh á, anh là một người sống trọn về tình á. Tức là đã không chấp nhận yêu người đó thì thôi. Còn nếu đã yêu thì anh sẽ yêu hết lòng của mình. Thì em cảm thấy cái cách nói chuyện với anh và những cái gì mà nãy giờ anh nói với em á, thì em cảm thấy đúng cô em á. Đúng cô em á. Tôi phát hiện cô gái cầm lên sân khấu một cái tập hồ sơ. Tôi không biết ở trong đây là cái gì. Thì em chia sẻ với mọi người là tại vì cái tính em cũng hơi khó chịu, hơi kỹ tính một chút xíu. Em luôn muốn tất cả mọi thứ đều rõ ràng á. Thì cái này là cái hợp đồng ký kết để mình tìm hiểu anh. Ok. Chị nghĩ là chàng trai bước qua cầm cái hợp đồng này và em nghiên cứu thử xem chúng ta có nên ký cái hợp đồng này hay không. Hợp đồng ký kết tìm hiểu bên A, Nguyễn Thị Hiếu Hiền, sinh năm 1998. Lời đầu tiên, bên A muốn nói không giấu gì anh, em cầm tin con cọc cái. Điều khoản 1, có đạo đức, có trách nhiệm. Điều khoản 2, bên B phải đảm bảo là một người kỹ tính và sạch sẽ. Ok, cái này em có thể làm được.
Điều khoản 3 là có ý chí cầu tiến, sống có lý tưởng, có lập trường riêng. Điều khoản 4 về mặt tình cảm, đối với em không cần gì nhiều nhưng phải làm em hài lòng. Dạ, đã hết rồi. Hết hả? Dạ. Hai bạn đối mặt với nhau nào? Hả? Nhát gì? Em gái là một người rất là bản lĩnh nha. Thì anh năm nay 29 tuổi, tính tuổi đẻ luôn, năm nay là 30. Thì anh xin phép anh hát bài là Tâm sự tuổi 30. Dạ. Thì gửi tặng cho em. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi. Do anh khó hay là cười khó em ơi? Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Hay. Đỡ Úc hát vậy đâu. Như em được sống giây phút đầu tiên, có anh từng đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh. Đứng nguyên. Rồi bây giờ Vinh nói tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện và ngược lại. Anh đã tốn rất là nhiều thời gian, 29 năm để gây dựng tương lai của mình, để ở bên mẹ. Bây giờ là cũng đến lúc anh phải tự lập cho bản thân của mình. Anh muốn có một người vợ, nên anh mong là em sẽ hiểu và chấp nhận anh. Anh mong là em sẽ hiểu và chấp nhận anh. Anh rất là ấm áp. Và cái điều mà em muốn ở một người đàn ông là có thể mang lại cho em cái sự bình yên, cái sự ấm áp á. Hồi nãy bác có gửi cho em bức thư á, thì thật sự em rất là xúc động. Và em cảm thấy là em cần có một cái trách nhiệm gì đó đối với những cái lời dặn dò từ bác. Hay quá. Về vị trí của mình đi các bạn. Hỏi thêm một cái vấn đề này nữa được không ạ? Hỏi đi em. Ví dụ khi lập gia đình á, thì mình sẽ ở riêng hay là ở chung? Khi mà có vợ thì chắc chắn một điều là anh sẽ ở chung với mẹ, chỉ có mẹ thôi. Dạ. Mẹ là một người rất là dễ thương, có nhà riêng, có mẹ và có vợ nữa thì không có gì bằng nữa rồi. Dạ. Anh hy vọng điều đó sẽ là trở thành hiện thực. Còn hỏi gì nữa không? Dạ không ạ. Để tay vào nút bấm. Nào, sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Đá bấm. Cô gái bấm hơi chậm, làm cho tôi hơi hồi hộp. Đúng rồi. Em cảm thấy là khi mà em bấm cái nút đó là bản thân em phải có trách nhiệm với cái lựa chọn của mình. Con mời bác lên đây được không ạ? Đẹp quá. Một cái cảm xúc rất là thật trong lúc này. Bác có chia sẻ điều gì không ạ? Bác thấy hạnh phúc không ạ? Thì hôm nay á, là bác gặp được một con dâu tương lai như thế này thì rất là phấn khởi, rất là vui mừng. Mà bác là sống từ quê hương ở Thừa Huế vô đây cũng mấy chục năm rồi. Nhưng mà cuộc đời của bác là luôn luôn là hướng về con. Nói chung là vậy. Con dâu là cũng con, mà con gái cũng là con. Con có phân biệt là dâu hay là con gái. Mà hầu như là bác là thương con dâu nhiều hơn. Là vì con dâu đã sống với mình là đến cuối cuộc đời. Còn con gái thì nó sống với mình chỉ có một thời gian ngắn, nó phải đi theo chồng mà thôi. Đó, tôi xin hết. Cảm ơn cô. Hợp đồng đã được in, chia thành 3 bản. Hai bạn mỗi người một bản. Chương trình giữ một bản. Ký đi rồi chúng tôi photo. Có đóng dấu giáp like nữa. Đọc kỹ rồi chưa? Ghi rõ họ tên. Chúc tôi lấy mọc tình yêu tôi đóng vô. Ký giáp like, đóng giáp like luôn. Hiền ký trước rồi. Dạ. Bác ký người làm chứng giùm con, cho nó khỏi thoát luôn. Rồi. Thưa quý vị, hợp đồng 3 bên đã ký. Chúng tôi sẽ đóng mộc đỏ tình yêu vô đây. Rồi, mình giới thiệu lớn về cho bên kia nghe luôn nha. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Và quý vị khán giả coi chương trình qua màn hình nhỏ. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên Gò Vấp. Hiện tại em đang ở bên quận Bình Thạnh. Thanh là ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ lớn hay là quê ở đâu? Dạ, quê em ở dưới Đồng Nai. Đồng Nai hả? Dạ. Vậy thì bây giờ em làm thành phố em ở với ai ở đây? Em ở với em gái và anh trai em.
Ở nhà riêng hay là nhà thuê phòng trọ? À rồi, đó là lý lịch trước nhà của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào, em. Chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của một của công ty du lịch Việt Nam ạ. Voucher cao cấp hả? Dạ, là như dạng Vinpearl hoặc là FLC chị ạ. Rồi, bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm, nhược điểm của mình đi. Dạ, theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, vui vẻ và cũng rất là quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và em có một cái nhược điểm nữa là nhiều khi em lý trí quá. Dạ, em sống lý trí là nhiều. Tính chất công việc thành ra chắc lý dạ, trí nhiều. Dạ đúng rồi chị. Rồi mời nhà trai. Bạn bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh ạ. Bên đây bạn nam sinh năm 91, nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sao thấy sao bạn trai, được không? Thì em cũng bình thường thôi ạ, không có gì đâu ạ. Rồi không sao ha. Dạ. Vấn đề là cái duyên nợ thôi. Vâng. Em có ưu điểm gì? Thì em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ. Vui vẻ? Vâng, thì nghĩa là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm. Và em cũng hay ca hát. Ca hát? Dạ. Là điểm mạnh ha. Dạ. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc ha, nhiều không? Cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút lại được ha. Dạ. Chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nhỉ? Tuổi mùi ạ. Tuổi mùi. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn tị hả? Dạ. Rắn là tị, mùi là thìn. Tị ngọ mèo dậu tị thìn trôi ngon à. Được á. Tị thìn được á. Giờ tự nhiên nghề mai mối chuyển qua bói toán luôn. Gần phong Tết thủy, kiếm ăn quá. Tí sụ dòng mèo thìn tị ngọ mùi thân dậu xuất khởi hợp. Hợp được. Hả? Hợp. Em có mấy mối tình rồi? Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba? Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ. Nó chưa có phải là thực sự sâu sắc lắm chị ạ. Ở trên tình bạn với tình yêu hả? Dạ đúng rồi ạ. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa? Hay là cả ba vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân. Dạ lo đúng công việc rồi. Thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ nhà gái xin hết ạ. Nhà trai, mấy mối tình thì thông báo cho mình kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Một mối thôi hả? Nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Cũng hơn 6 năm. Dạ. Mối đó kéo dài mấy năm? Cũng được gần 1 năm ạ. Gần 1 năm thôi. Có hề nó thề non hẹn biển gì chưa? Nó cũng chưa đến cái mức đó đâu anh. Chưa tới mức đó hả? Dạ. Vậy tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách. Tính cách mà không cái, hợp đúng cái không? Luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi. Dạ. Không hợp tính cách thôi. Đó là nói cho mọi người cũng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Như nhau. Đúng không? Chỉ có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu đúng không? Chưa có gì sâu sắc lắm. Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái ở bên kia rào đây là cái gì? Cái ý trung nhân của em đó, em mong muốn bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người gọi là biết cư xử với mọi người, biết ứng xử và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính trung thủy. Và có một số cái bên như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều. Không nói nhiều. Rồi ba cái đầu á là chăm sóc gia đình nè, rồi ứng xử nè. Yeah. Rồi chung thủy đó là bản tính của người phụ nữ rồi, không có lo. Mình sao mình soi gương mà mình sao là nhiều khi mình không chung thủy thì bắt buộc ta không chung thủy thôi. Mình không chăm sóc gia đình ta thì bắt buộc ta không chăm sóc gia đình mình thôi. Mình đại khái làm đối xử với người ta sao người ta cư xử mình vậy thôi. Mình là tấm gương cho phụ nữ thì nó đó là cái ba cái điều ra đó. Mà mình là tấm gương cho phụ nữ vậy. Tấm gương soi đó, thì mình đưa sao để ta soi y chang vậy đó, chứ không phải là tấm gương kia. Tấm gương soi thôi. Sao không nói là điều ngược lại?
tức là mình phải sao thì người ta mới vậy. Còn cái chuyện mà cái xăm đó, anh nghĩ rằng là đơn giản, thời 4.0 rồi, xăm cũng là một trong cái gọi là bộ môn nghệ thuật á, bộ môn nghệ thuật tattoo đó. Đừng có xăm cả người thôi, xăm nguyên con heo trên đầu này, hay xăm con cọp cái má này thì nó kỳ thôi. Hôm nay là chỉ có những cái xăm nhỏ nhỏ, xăm bự mà. Bạn này bạn nói là đừng có hình xăm bự. Bự bự thì bạn ấy không thích hình xăm bự thôi, còn xăm nhỏ thì bình thường. Hãy cởi mở lưu xíu nữa nha, hiện đại anh nghĩ rằng không đến mức mà người phụ nữ phải nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Nhưng mà lý trí thì em cũng chị được chị. Vấn đề là em có thích hay không thôi. Thì... có những người phụ nữ họ sống rất là tình cảm, sống rất là bản năng. Họ yêu thì là họ sống chết với cái tình yêu đó, thậm chí là mù quáng. Nhưng mà cũng có những người phụ nữ ta cực kỳ lý trí luôn. Yêu người ta biết control cái tình cảm của mình, chứ người ta không có bị gọi là bị lụy đó. Em hiểu không? Thì em thích cái mẫu người nào? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp. Là mẫu người nào? Là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. À, dứt khoát tức là sống lý trí đúng không? Ừ. Vậy thì bên đây chỉ là 90% rồi đó em. Lý trí 6 năm trời rồi không nhúc nhích một cái gì hết trơn hết trời. Qua qua đàn gái thôi sao nha. Ok. Dạ em chào. Đàn gái. Dạ. Dễ thương. Làm trong một công ty du lịch mà ở bộ phận gọi là voucher VIP đó. Ồ trời ơi. Đó thì phải gặp những khách rất là đúng, là VIP đó mà và cách giao tiếp ứng xử rất là tốt. Đó. Mới nằm ở vị trí đó. Ừ. Ha. Dạ em cảm ơn anh. Thì nói tóm lại là thằng trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Đó, tối kỵ đó, tối kỵ đó. Dạ. Được chưa? Anh nói là thế nào dù đúng xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi em thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng rồi, bạn kia muốn em trung thủy. Dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả. Vâng. Và ngay cái người kia, bất cứ người nào họ cũng muốn trung thủy, nhưng đôi khi có một những vấn đề xảy ra trong cuộc sống đó đẩy đưa họ không trung thủy thôi. Chứ anh nghĩ rằng con người thì bao giờ họ cũng đang hướng đến cái thiện, hướng đến những điều tốt đẹp nhất. Dạ. Rồi, em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là một người độc lập, độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính. Và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Dạ. Rồi còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút. Cao, cao hơn cao em. Cao tầm khoảng 1m8 trở lên là được. Ui, ôi trời ơi, ở đâu mà người Việt mà em tìm đâu mà 1m8 mà dễ dàng vậy? Em mét nhiêu đó. em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Ha. Vậy được rồi. Mét 8 khó chịu lắm. Vô cao quá, cao quá. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. À, 1m68 rồi, mình vô định. Mình là coi như là bình thường. Tới 4 phân lận đúng không cơ? Tại làm vừa 1m8 em nói nhầm 1m68. 1m72 yên tâm đi. Rồi. Rồi. Ok. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Rồi, rồi, có gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Dạ mời đại diện nhà gái đi ạ. Mày... đúng rồi, mày trẻ trước đi. Người lớn trước đi nào. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Nhưng mà cũng chưa tới duyên. Nhưng mà hôm nay đến đây thì cũng là một cái duyên nợ rồi. Tôi cũng muốn cho các con tiến tới một cuộc hôn nhân gọi là đích thực. Mà thật sự là có được thì hãy các con hãy cho nhau một cơ hội. Xin cảm ơn. Nhưng mà bác thấy chàng rể tương lai này thấy... này, thấy chàng rể tương lai thì cũng được. Còn theo quyết định của hai các cháu nữa chứ. Rồi. Cảm ơn bác. Đây là gì của Lan? Em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. Bạn thân rồi. Dạ. Bạn thân là hiểu hết rồi ha. Dạ. Hiểu tính hết rồi, thấy hợp với Lan không? Lan thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. Đấy, và tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Thì đấy là điều mà mẹ với lại anh chị đều mong muốn. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi một mình anh ạ. Riêng mình hả? Dạ. Rồi không sao.
có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh đại diện đàn trai luôn cho. Dạ, nha. Em cảm ơn. Được rồi. À, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Đúng rồi. Rồi xem họ gặp gỡ nhau thế nào, trao đổi thế nào rồi mình tính tiếp nha. Dạ. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em trai. Anh có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà tại một bộ đồ. Cảm ơn em. Tặng gì đấy? Tặng đó chia vui cho tất cả mọi người biết có tặng gì nào. Dạ, em là một người rất là thích đá banh. Em xem đá banh và cũng thích đá luôn. À. Dạ, câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona. À. Nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. À. Ủa, bạn em gái em thích đá bóng em ở vị trí, thích vị trí nào? Dạ, em tiền đạo anh ạ. Trời ơi. Rồi đó. Đó tiền đạo luôn hả? Dữ vậy ta. Dạ. Rồi đưa đây, đưa chị cầm gấu giùm cho. Đang lạnh quá đây này, ý con thỏ. Con này là con thỏ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ em thì không chơi đá bóng anh ạ. À. Em chơi bóng chuyền. À vậy à. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát và một số cái việc tự mình làm thôi. Rồi ca hát liền luôn. Hát liền tặng bạn gái luôn, sở thích ca hát hát luôn. Thì... đến với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát, là bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây đợi tim anh tình yêu khát vọng. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em, bạn đời ơi. Anh mơ môi sáng tinh xanh, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hey, hát hay đó, nhưng hơi nhỏ, con nghe phải rướng lên này. Em đang viêm họng vậy. À, có mê Duy Mạnh không vậy em? Em có mê Duy Mạnh không? Dạ không, em... Sao em hát luyến lấy giống anh Duy Mạnh quá vậy? Thôi, bạn gái cảm nhận thế nào? À, em thấy bạn trai cũng là một người hiền lành. À, hiền lành đấy. Nhìn cũng chân thật. Dạ. À. Yeah. Rồi, bây giờ em hát tặng... bạn trai lại đi. Dạ em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ. Cùng nắm chặt tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn, tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ, tình yêu bên cung đàn ca hát, rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua, từ trên đôi môi yêu những tiếng cười, cùng nắm chặt tay. Em quên mất cái đoạn rồi, quên. Rồi, rồi. Hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi người ta vào câu chuyện nha. Yeah. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái rồi ha. Yeah. Đỡ rung rồi, nào hãy nhìn thẳng mặt nhau, quay cái ghế đối diện mặt nào. Đó, cảm nhận về nhau đi. Nãy giờ nghe nói chuyện nè, rồi nghe hát nè. Rồi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh. Cái mẫu người của mình là có một cái móc mái tóc dài thì mình rất thích. Thì không biết là bạn quan niệm như thế nào về tình yêu nhỉ? Theo như mình ấy thì tình yêu thì không thể hiện qua lời nói mà qua hành động. Và mình cũng không thích những người mà nói nhiều. Mình thích những người mà nói ít và làm nhiều.
thích chứng tỏ bằng hành động hơn là bằng lời nói. Và mình cũng không thích những người đàn ông mà nói những quá nhiều lời hoa mỹ, vì mình đã mẫn cảm với những cái lời nói đó rồi. Cho nên là mình thích những người nào mà dùng hành động để chứng tỏ bản thân, chứ không phải là lời nói. Bạn có cái sở thích du lịch không? Anh đi. À dạ. Anh cho nó tình cổ. Anh có thích đi du lịch không? Thật ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà để cái thời gian thì cũng chưa có cho phép. Cho nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Ngành nghề thì là ngành nghề du lịch rồi, cho nên là thực sự sở thích là rất thích đi khám phá những cái vùng đất mới và thích di chuyển liên tục. Còn cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích lại một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Cũng được. Đáng lại em đâu, em đá bóng này đâu ơi. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bóng rổ hay bóng chuyền cưng? Em bóng chuyền ạ. Bóng chuyền hay lắm á. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó, mỗi tuần mấy lần ở đâu đó, đâu thử xem. Thì hiện tại anh đang ở bên quận Bình Thạnh. Thì nếu mà mình gần nhau cũng ở trên Sài Gòn thì có khi bất gặp, có thể bận gặp nhau bất cứ lúc nào cũng được. Em thì làm việc ở tại quận 1. Làm sống thì ở Bình Dương, nhưng mà hầu hết là cái thời gian là ở trên quận 1. Thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Thì cũng có thời gian, nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì anh công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người thích người gia trưởng không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì sẽ cố gắng hết sức. Rồi, bây giờ là nếu tương lai nợ nó tới đó, và duyên rồi nợ nó tới nữa đó, thì hai bạn sẽ hướng đến mục đích sống ở đâu, phát triển kinh tế thế nào, rồi tiền bạc ai giữ, con cái làm sao đó, thử mình bàn luận thử coi sao. Thì thực ra thì em là con út trong nhà, nhưng mà đối với nhà em thì không có làm dâu. Không, em nói với bên kia rồi, nói với anh chị. Đó nói theo anh thì thế nào đó, bắt đầu đi thì... nào, mạnh dạn lên nào. Anh thì sau này nếu mà có duyên nợ với nhau á, thì anh cũng mong muốn là sống và làm việc ở trên thành phố. Còn cái việc mà làm dâu ấy, thì gia đình không bắt buộc. Cho dù là con út đi chăng nữa thì cũng không bắt buộc. Thì cho cái lớp trẻ và lớp người lớn để tách sống nhau, cho nó độc lập ra để mình dễ thở sau này. Còn về con cái thì chỉ mong được hai đứa là đủ. Còn về tài chính thì em không giữ. Trả lời rồi, nhắc hoài không nghe. Bên đàn trai nói hả, tài chính thì em giữ. À vậy hả, không người nghe. Ta đã tự nguyện cách quan sinh. Trọng nhất là vụ tiền này mà không nghe nói kỳ quá. Rồi nói rồi khỏe, về đàn gái giữ ha. Rồi thực ra thì ở về nữ công gia chánh thì em cũng không có giỏi, nhưng mà nấu ăn thì có thể nấu ăn được, ăn được. Giữ tiền em giữ được. Giữ tiền thì em giữ được. Nếu có một cuộc cãi nhau, mâu thuẫn thật là lớn, thì ai sẽ là người xin lỗi trước, ai sẽ là người nhường người kia? Thì đối với em thì đa số... Bên kia, nói với bên kia. Khi đa số mà những cái thời gian mà có một cái sự mâu thuẫn lớn á, thì anh sẽ thường là sẽ im lặng để cho nó bớt đi cơn giận đi đã, rồi mình nói chuyện. Chứ trong cái thời gian mà đang căng thẳng với nhau, không thể nào giải quyết được cái vấn đề. Phải để cho vấn đề nó nguội xuống thì mới nói chuyện lại. Nhưng mà cái này nó cũng xảy ra một cái vấn đề, đó là nếu mà cả hai người cùng im lặng thì sẽ dẫn đến là rất là khó nói chuyện lại với nhau được. Thì trong cái cuộc cãi vã thì bắt buộc là sẽ phải có một người mà chịu nhường nhịn một chút xíu để mà kéo lại tình cảm của hai người, chứ không thể hai người cùng im lặng. Em thì cũng là thuộc cái tiếp người mà nếu như mà có cái vấn đề gì là cũng sẽ im lặng chứ không có mở lời trước. Thì cái vấn đề đấy thì tự mình sẽ tìm được cách đó để mà giải quyết đó thôi. Cuộc sống thì nó có muôn ngàn cái để mình suy nghĩ. Anh làm bên lập trình web
lập trình web. Thời gian những người IT lập trình ấy thì thường là rất là bận làm việc khuya. Thực ra thì công việc của anh thì nó cũng không bận cho lắm. Công việc nó không có nhiều nhưng mà thời gian thì thường là 6 giờ mới về. Cho nên là về nhà tới phòng thì cũng nó hơi trễ. Anh có làm bên mảng marketing không? Marketing thì cũng không. Anh không làm bên mảng đấy. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch có thể nói muốn có những cái chuyến đi không dừng lại. Bạn ấy có vẻ hơi lãng mạn chút xíu. Bạn trai thì làm IT có vẻ hơi khô khan chút xíu. Đây là cái mấu chốt mà hai bạn cần cân bằng với nhau, thử trao đổi xem. À, anh Linh, em không phải là tiếp người lãng mạn đâu. Bạn em này là người lý trí lắm á. Khá là thực tế. Nhưng mà bạn này là mở. Bạn là cái người không mở phải đó. Chuyện lãng mạn ở đây là chuyện gì, tình cảm gì. Nhưng mà với bạn á, thật sự bạn yêu phong cảnh, yêu thiên nhiên, yêu rồi. Rất nhiều mọi sự xung quanh. Mà bạn luôn luôn yêu những cái điều mới, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn là hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó nó mới quan trọng. Dạ. Thì đối với anh thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan. Nhìn người ta bên ngoài như thế nhưng mà bên trong á, đối với anh thì nó lại khác. Là một người rất là yêu thương động vật. Và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất và nó hoang sơ hơn. Chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Nhưng mà bạn là cái người mà cũng có thể thích nghi được với cái sự mà mở của của bạn gái đúng không? Vậy thì tốt rồi. Có hai đứa vậy là tại vì là bạn gái đi làm du lịch đi suốt ngày luôn, đi hết chỗ này chỗ kia đi hoài. Em ngồi trong phòng ôm cái máy thế, lúc nào nó em đang ở đâu vậy, hay là lo lắng bạn ấy đi có ai để ý, cô gái xinh đẹp mà đi là nhiều người chú ý lắm á. Đấy. Để làm sao cân bằng cái chuyện đó? Không, nhưng mà bạn này là đâu phải tourist guide đâu, bạn này làm trong văn phòng mà. Bạn này là bạn văn phòng. Bạn nói là bạn ấy muốn điều đi. Phối. Không phải, ý bạn gái á, nãy bạn nói là bạn luôn luôn muốn những chuyến đi. Thì đó là mong muốn thôi, thì bạn kia cũng tức mong muốn. Con người này mà. Là con người làm luôn muốn khám phá tất cả mọi thứ. Thật ra là đó, em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng, anh là đàn ông anh ghen à. Bạn gái mình cứ đi suốt ngày cứ đi du lịch, mình ngồi phòng cứ ôm cái máy hoài, nhiều khi bực bội sao em không có nhà với anh thì sao? Thì cái đó thật ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Công việc nam có, nữ cũng có. Chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền. Bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm. Mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có. Thì vợ mình cũng làm ra tiền như mình, tại sao mình ghen làm gì? Rồi, được, vậy thì được đó. Quá hay. Đó, vậy thì được. Nhá. Rồi. Rồi hai bạn thế này. Chúng ta đi đến nhau nào. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Nói gì đây? Mời em trai. Mạnh dạn lên nào. 30 giây nhìn thẳng mắt nhau. Thì đến với lần này thì cũng coi như là mình có duyên với nhau. Thì anh mong là mình cũng cho nhau một cái cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Bạn ấy nói gì có thể dịch cho anh nghe được không? Linh muốn Vân dịch không? Tại Vân coi khẩu hình miệng, Vân đoán được chữ. Thôi thì đến được với nhau, đây là một cái duyên. Thế cho nên là em nói lớn lên coi nè. Thì để mà cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai ấy, thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến đi mới của em. Cảm ơn anh. Em gái chưa chở. Mình nói rồi đấy, ta nói chứ nào em gái. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Và nếu như mà anh làm được điều đó thì nói chung là mình cũng nên cho nhau một cơ hội để có thể là tìm hiểu thêm. Rồi, được rồi. Về vị trí đi các bạn. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ thuốc đây. Thôi. Bỏ được không? Từ từ bỏ nhỉ. Từ từ bỏ. Nó cũng khó chứ anh. Đấy, 1m72 đã từ cao cao ngút ngàn rồi. Nào, để tay nút bấm đi các bạn. Đã lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Bên tay trái. Đó. Hai bạn hướng thẳng về phía trước. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên để xem có nợ với nhau hay không. Nếu trái tim mình thật sự rung động
thì mình đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Nếu chúng ta cảm giác rằng đây không phải là một nửa yêu thương của mình, không cần phải bấm nút. Nút bấm đó nhường cho nhiều người khác. Chúng ta đang đối mặt với gia đình, ông bà, cha mẹ, bà con hàng xóm và hàng triệu người. Chúng ta đừng bao giờ làm sai với trái tim của mình. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Đó, nè. Sau 3 tiếng đếm ta sẽ quyết định. Bé Thỏ, tôi đang nắm bế đây rồi nha. Bé Thỏ nha. Bé Thỏ. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha. Rồi. 1 2 3. Hết thời gian. Ai. Chúc mừng, chúc mừng. Trái tim đã đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Thì đây để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để mình, để hai đứa con tìm hiểu nhau. Thì nếu mà có để mà tiến được tới hôn nhân ấy, thì nó lại càng tốt ạ. Nè, thấy không, hay không? Nè nè, nhìn đi, hình lớn không có, mình xăm nhỏ là có nha em. Chứ đâu đó có xăm lớn nữa sao? Không có, ai chỉ có ở đây thôi. Không, xăm cái chuyện nhỏ thôi mà, xăm một vài cái hình kỷ niệm không sao cả. Bạn gái nói gì với tất cả mọi người đi, nói gì với mẹ của mình và anh chị em của mình đi nào. Em cũng rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình, và rất là cảm ơn mẹ, rồi cảm ơn anh chị, cảm ơn bạn đã đến đây để cổ vũ cho em. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Hôm nay có 2 cặp đôi, một cặp là chuẩn bị đám cưới, một cặp đã cưới rồi, có tin vui 4 tuần rồi. Một cặp vừa mới đăng ký kết hôn, ngày hôm nay đến đây để tặng một con heo quay và một cái giỏ quà. Và hy vọng rằng đó là cái hạnh phúc nó sẽ lan tỏa đến cặp đôi này. Và 2 cặp kia là chỉ chưa tới 8 tháng họ đã cưới nhau rồi đấy ha. Và bây giờ thì bạn trai nào, bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á. Đánh dấu mối tình của mình. Xin phép bác. Con cũng xin phép bác. Con được hôn con gái bác. Đấy. Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Bác biết không, những cái nụ hôn nhẹ nhàng như thế nó đánh dấu biết bao nhiêu là mối tình đã được kết hôn, đã có những đứa trẻ ra đời đó bác. Đây nó phải nói là rất là nhiều cặp đôi đã cưới nhau trong vòng gần 10 năm qua đó bác ạ. Và hy vọng rằng hôm nay con của bác cũng có duyên có nợ nha. Thôi, chúc hai bạn sớm tìm được tiếng nói chung, sớm về ăn cơm chung. Hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn ạ.